Cua biển hấp thì là một món quá quen thuộc rồi, nhưng mà không biết ở đây có bạn nào mà chưa biết cách để mình hấp cua biển sao cho ngon với lại đẹp mắt không ha. Thì để cho cua được nguyên vẹn sau khi mà mình hấp chín, nó không có bị rụng que rụng càng, thì trước khi hấp mình sẽ làm cho cua ngất xỉu hoặc là giết chết cua luôn. Những cách này thì nếu ai có theo dõi Trang thì chắc biết rồi ha. Thì bữa nay Trang cũng tiếp tục làm cách này thì không có mới lạ, nhưng mà dụng cụ thì nó khác với mọi ngày. Không có cần dùng dao hay kéo, chỉ cần một chiếc đũa thôi. Nhắm chuẩn nha, đâm chính xác. Đợi vài giây cho cua nó hết nhúc nhích thì mở dây. Mà ai có ngờ đâu mở dây ra cái bả chưa chết mọi người ơi. Sống mấy chục năm trên đời mà thiệt tôi chưa thấy trường hợp này bao giờ luôn á. Hung dữ khủng khiếp luôn. Đâu có đụng được đâu à, đụng trên lưng thôi là bả cũng quay càng lại bả kẹp mình nữa. Sau một hồi giằng co thì bả cũng ngẫm rồi. Nãy chắc tại xui thôi mọi người ơi, chứ tôi làm phương pháp này nhiều lần rồi, lần nào cũng ok hết. Đó thấy chưa, ngon lành rồi. Chà rửa cho sạch xong rồi mình sắp vô sửng hấp ha. Nếu mọi người chọn phương pháp giết cua vậy á, thì khi hấp mọi người nên lật ngửa con cua lên nha. Mấy thôi khi mình hấp á, nó sẽ bị chảy hết ra ngoài qua cái lỗ hồi nãy mình giết cua. Còn tôi á thì muốn quay cho đẹp đẹp cho nên nó không có lật cho nó ngửa lên. Nhưng mà nước cũng không có quá nhiều đâu mọi người, cũng ít à. Tại vì mình hấp mà nó khá là khô. Trong lúc chờ cua chín á, thì tôi đi làm muối ha. Muối thì công thức quá quen thuộc rồi, 1 muỗng muối, 2 muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, 3-4 trái ớt. Tam giả sao cho nhuyễn á, rồi sau đó mình cắt chanh mình vắt vô. Chanh lớn thì dừng nửa trái một trái là được. Mà chanh này hơi nhỏ á, chanh còn non nè, cho nên tôi vắt 2 trái luôn. Xong rồi khuấy đều lên, bạn nào muốn muốn thơm hơn thì có thể cắt vô đây một ít lá chanh nhuyễn. Bữa nay tôi làm gấp quá cho nên là chuẩn bị không có kịp nguyên liệu. Nói gấp thì cũng không phải, nhưng mà quan trọng là trời tối quá rồi không có đi hái được. Chứ hấp cua này mọi người có thể bỏ thêm lá sả, lá chanh để cho cua của mình nó được thơm hơn. Cua hấp 20 phút chín mất hết rồi nè mọi người. Mọi người thấy uy tín không? Hấp xong con cua còn nguyên y càng que luôn, không có rụng miếng nào nha. Cua bữa nay tôi mua là cua thịt với lại giá cũng tương đối mềm, cho nên chắc là không có kỳ vọng nhiều. Thử con đầu tiên nè. Không có phải là khó tách nha mọi người, nhưng mà nóng quá cho nên tôi vịn hờ hững á, tách ra không được. Nóng nóng, xuất cái càng ta ra. Con thứ hai á, thì đỡ hơn con thứ nhất. Tạm được thôi mọi người. Có một chút gạch nữa nè. Cái chị bán cua cho tôi á, chị nói là cua nó sẽ theo mùa rồi theo ngày nữa. Có mùa cua ngon, có mùa cua không ngon, rồi có ngày cua ngon, có ngày cua không ngon. Phải vậy không mọi người? Cái càng này khá là chắc thịt luôn nè. Chào mọi người, tôi là Trang nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nhấn đăng ký để ủng hộ cũng như là theo dõi những video tiếp theo của tôi nha. Chấm nhẹ cái càng cua ú nu vô chén muối ớt chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Gạch cua rất là thơm béo luôn. Nếu yêu thích video thì cho Trang xin một like.